tâm phát tv xin kính chào tất cả quý bà con cô bác gần xa rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay chu cha ơi ngày hôm nay em sẽ kể cho quý bà con cô bác nghe hai cái sự thật mà khiến cho chúng ta nghe xong á ông nội ơi chúng ta chóng mặt và chúng ta té ngửa té ghế luôn quý bà con chúng ta không thể nào mà ngờ cái cô bông hậu đó và cái ông mà hai bong bóng này ông làm như vậy rồi bây giờ không nói dài dòng tránh làm mất thời gian của quý bà con và em cũng rất mong quý bà con cô bác mình gán mà coi hết dùm em nghe quý bà con xin mời quý bà con mình cùng lắng nghe chắc hẳn là có nhiều quý bà con cô bác mình cũng đã và đang thắc mắc không biết gì cái nguyên nhân nào cái lý do gì mà cái ông hai bong bóng này Ông quay xe một phát Một ta nói 180 độ luôn Em tiết lộ cho quý bà con nghe nè Theo cái lời kể của chị Phương Anh Ở bên Mỹ đó Chị ta đã nói như thế này Thực chất ra cái ông hai bong bóng này Nợ nần của ông có Đó đã... Ông ta rất đang cần tiền đúng không Rồi theo một cái lời đề nghị Từ cái chị bông hậu hả à, Anh về đi anh về ở với em nha ừ em sẽ cho anh làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm của em trời ơi nghe ghê không nghe lớn chưa ôi ông anh hai này về bắt đầu gác chân lên suy nghĩ thôi giờ mình cũng khổ với lại thôi giờ gán cung gồng gồng về ở với nó đi ừ kể nó kể gán chịu hy sinh đời đời mình mà củng cố thằng bạn trai của mình gán về gồng để làm chi để mà kiểu như mình làm đại diện thương hiệu đâu ừ người ta biết tới đâu đề tại thương hiệu nể bên nhật á ừ mà nhật tân á chứ không phải nhật ở bên bên japan rồi ừ, tiếng anh japan gì đó ừ có nghĩa là ông anh hai này về để mà kêu bằng y chang như là làm tay sai và làm lính và y chang như là làm cái con cờ cho cái chị bông hậu này làm đại diện thương hiệu nghe cái bắt đầu mình tưởng chắc bụng dữ lắm đúng không nghe ghê lắm ủi nghe nó cái gì đó nó cao siêu lắm đúng không quý bà con nhưng không đâu Bây giờ em đố quý bà con cô bác đang coi video luôn nè Chúng ta có ai biết tới cái thương hiệu mỹ phẩm của cái chị bông hậu này không? Biết không? Ai đâu biết? Trời đất ơi! Bây giờ ví dụ như bây giờ em nói quý bà con nghe Thương hiệu mà đẳng cấp á, mà cái người á, mà người ta kêu bằng quảng cáo cho cái thương hiệu đó chẳng hạn như nè Nghe tới Ronaldo đúng không? Cầu thủ bóng đá đúng không? Là chúng ta nghe, là chúng ta nghĩ tới cái gì? Ừ, Sà bông lia sà bông lia gọi đầu đó 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 cái đó là kiểu như nghe tới là chúng ta biết được cái thương hiệu đúng không ví dụ giờ mình nói thêm cái nữa nè thường thường quý bà con mình thấy những người nổi nổi tiếng ấy, người ta quảng cáo cho những cái thương hiệu cực kỳ lớn và cực kỳ uy tín còn chị bông hậu này thì sao cái thương hiệu của chị ta như thế nào lớn dữ chưa trời đất ơi hôm bữa em coi livestream chị ta bán hàng ừ chị ta lên chị ta nói là gì nè ta ta à, cái hũ sản phẩm này em lấy từ bên Nhật vậy nha. Ừ. độ nhanh tay mấy chị ơi. Trời ơi, chị này chị yêu đồ à, à cho chị yêu cô yêu đồ nghe thấy thương lắm nói chuyện tôi nói cái miệng tia lia tia lia mà thấy thương dữ lắm. Ừ. Ồ, cái, cái 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 sản phẩm này combo. Ừ. combo của nó là 10 triệu. Ừ. Bây giờ à, chị tôi thương tình chị tôi khoái chị này cái chị này là chuyên dùng mặt hàng của tôi nè. Ừ, tôi bán cho chị 3 triệu. Trời đất ơi em nghe xong cái em muốn rớt cái điện thoại luôn ông nội ơi. ôi ơi. Trời đất ơi sản phẩm chất lượng dữ hả hư ừ. 10 triệu mà dứt mà, mà mà, giảm giá cái xuống còn 3 triệu luôn Còn gì À combo này là combo loại rẻ nè 3 triệu bán 300 ngàn Trời đất ơi ông nội ơi tôi nghe cái tôi muốn xỉu Tôi muốn xỉu thiệt tình luôn Thường thường quý bà con mình nghe câu gì Ngon bổ rẻ đúng không Xin lỗi luôn ở trên đời này không có cái gì mà bổ với ngon với rẻ hết trơn Nói thiệt Ngon nè Làm sao rẻ Đúng không Mà rẻ thì làm sao bổ mà bỏ quá thì đừng có mong mà rẻ. Thiệt. Trời đất ơi bây giờ tại sao mà những có những cái món đồ nó giá trị mà người ta sẵn sàng ta mua bỏ tiền tỷ ra ta mua à? Ừ, cái đó tại vì nó chất lượng, đúng không? Nó uy tín. Nó đem tới cho người dùng một cái sự mà kêu bằng cái tác dụng gì đó. Đúng không quý bà con? Trời đất ơi, có nhiều người tại sao người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền tỷ đầu này kia, ta mua những cái vật dụng hay là những cái món đồ gì đó người ta xài, tại vì nó chất lượng thiệt. Còn cái này, kem của chỉ trời đất ơi, chất lượng dữ lắm, ừ, chất lượng nhập từ bên Nhật về, ừ, mà không biết Nhật là phải Nhật Bản không hay là Nhật Tân nữa, ừ, đúng không, nhiều khi mua cầu Nhật Tân về bán cũng chừng. Ồ, lạnh lùng quý bà con, ở đâu ra mà 10 triệu giảm giá 1 cái còn 3 triệu là làm sao, đồ gì, đồ gì chất lượng vậy chất lượng ông nội tôi chứ chất lượng mà giờ mỹ phẩm ai biết tới không thậm chí giờ em em biết cái nhưng mà xin phép quý bà con em không có nhắc tên tại vì mắc công dính liếu mệt dữ lắm đúng không mà quý bà con nào biết quý bà con mình có thể bình luận phía dưới cho tất cả những người nào mà chưa biết nha quý bà con trời đất ơi thương hiệu kem tôi tưởng như là bột giặt ô hay là cái gì đó nó lớn lao đúng không ví dụ giờ việt nam mình nhiều cái thương hiệu lớn nha bột giặt ô nè xà bông gọi đầu lia đầu các kiểu rồi cái này máy lạnh samsung mấy cái đó là cái thương hiệu mang cái tính chất y chang là quốc dân vậy đó ai cũng dùng ai cũng xài và ai cũng biết tới còn cái thương hiệu của chị tao đất ơi chị bán cái kem gì đâu ông nội ơi, ta nói 10 triệu giảm 3 triệu mà em nói thiệt 3 triệu cũng ai mua bây giờ chỉ bán cho dân Sài Gòn thì không nói còn dưới quê thì sao ông nội ấy 3 triệu người ta người ta làm cả tháng lương lấy vàng ta cầm 3 triệu người ta đi mua đúng chưa có người giàu người dư giả đó kinh tế người ta dư giả người ta mua mà cái chuyện mua mua cũng cũng không ai nói gì mà cũng ai đi mua cái kem ba 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 triệu 10 triệu giảm giá còn 3 triệu trời đất ơi ai mà xài xài xong qua sao cái mặt chứ nó đỏ bừng nó bị dị ứng da hả đúng không cái đó là cái thứ nhất còn cái thứ hai nữa nè trời đất ơi ông nội ơi em nói quý bà con nghe thực chất ra đó cái chị bông hậu này chỉ nổ chỉ nổ chỉ quăng lũ đạn quý bà con mình còn nhớ không cái đợt mà nói là làm phim cho chị hồng long mình ba chục tỷ mua nhà cho bé lon rồi à, ở đây mai chịu để tao mua nhà cho lon sát bên nhà tao năm tỷ ủi bà nói chuyện mà nghe tiền tỷ không à tiền triệu là không triệu nha tiền tỷ ba chục tỷ năm chục tỷ ba lạm như ba chục ngàn với năm chục ngàn trời đất ơi ông nội ơi nguyên cái miếng đất gia tại đây của ông và vợ em gom lại chưa được tỷ nữa mình nấu vậy đây làm chi để cho quý bà con cô bác nè thường thường đó quý bà con mình thấy những cái người mà đại gia ở việt nam mà đại gia dạng mà kêu bằng dạng khủng đó ừ chẳng hạn như cái vụ gì mới đây mẹ của anh cường đô lơ đó ừ đô la đó 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 đó, đó. mới bị hốt đó đúng không rồi cụ thể như cái anh gì mà mặc cái bận gì à, quyết 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 gì mà văn cái gì quyết quyết gì mà flc gì đó trời đất ơi đại gia du thiện cỡ nào cỡ nào mà người ta còn bị túm đây có nghĩa là sao nhiều khi á những cái sự thật chúng ta thấy vậy thôi trước mắt vậy thôi người ta chỉ qua là những cái bất bình phong để chúng ta nhìn vô chúng ta chúng ta thấy được những cái gì gọi là hào hoa cái gì nhón nhón này. hào nhón đâu ha ừ sang trọng quý phái đồ chứ thật chất ra phía sau nó không có cái đách gì trơn nói thiệt trời đất ơi quý bà con mình về miền tây đi sẽ biết gặp mấy cái ông bụng phệ ha trời đất ơi đen thùi lùi đầu chun ha đen thùi lùi râu ghia tùm lum mang dép lào dép tổ ong mà mà mà, mà ở trần đó ha đi vòng 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 vậy đó chơi vậy đó. trời đất ơi đụng vô mấy ông đó đi tiền tỷ đất đai tao nó cò bay mà gãy cánh hư ừ mua một hai ba cái con mẹt sa đét rồi chuyện bình thường những cái người đó tao không có khoe tao không có khoe và đặc biệt tao cũng có phô trương tao cũng có lên mạng này làm kia nào nọ không có còn những người mà chuyên gia đó trời đặt ơi lên trên mạng rồi ha ủa đi mẹt g 63 ba mẹt g sáu bốn không chịu Hoặc là mẹt g 62 cũng không chịu phải 63 ba mới chịu ừ mẹt là phải mẹt vuông ừ phải vuông vuông tự tự y chang như cái cái hòm vậy nó vuông vuông vậy mới khoái ừ nó ăn là phải ăn nhà hàng rớt tô răng ừ. nhà hàng hình như nhà hàng tiếng anh người ta kêu bằng rớt 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 tô răng hay gì đó ừ tôi tiếng anh tôi dở đó ăn nhà hàng mới chịu đó sai điện thoại là phải hàng của apple của mỹ mới chịu hư ừ. chứ mà cố dạng như samsung hay là android đồ android là dốc không có sai mà điện thoại là phải ba bốn mắt mới chịu nhiều khi mai chịu gan trăm mắt là phải xài trăm mắt kiểu vậy nhìn vô ha dữ lắm hào quang đồ các kiểu đục nước ghê gớm lắm nhưng mà thực chất nổ không mà quý bà con ơi trời đất ơi nổ không à chị giỏi đó chị theo cái lời hứa của chị đó chị bỏ ra ba chục tỷ để chị làm phim cho chị lon rồi sao chị làm đi chị đấu thừa là anh nguyên vũ nhào vô dành máu dành vật chứ không phải chị nổ cho sướng cái lỗ miệng của mình rồi giờ chị quay xe chị đấu thừa mà em nói thiệt luôn á anh nguyên vũ nhào vô vậy đó chị hoa hậu chỉ cảm ơn đó trời đất ơi cảm ơn anh nha vũ à, không có anh là tôi tốn 30 tỷ mà không biết có 30 tỷ để làm không cái kiểu mà dạng như nổ những cái người mà tàu lao nổ quý con nhìn dễ biết lắm đúng không trời đất ơi rồi đòi mua nhà cho chị lon um, gì năm um, tỷ trời ơi tôi nghe cái tôi nói thiệt cái tụi hồi đó em mới nghe đang quý, quý, quý bà con em mới nghe cái em nói trời đất ơi em thấy chưa em nói vợ liền kêu vợ lại đây, biểu ơi thấy chị uh, bông hậu không chỉ sống vậy thôi chứ đậu gì nữa thôi chỉ lo cho chị lo từng ly từng tí đó thấy chưa lo từng ly từng dặm luôn đồ mua nhà bà à, gì năm chục tỷ rồi bà thấy chưa trời đó túi bà đây ở, đây ở đây ở cái chuồng heo mà chưa có ai đồ mua cho mình đó bà bày đặt sâu xạo bà ngồi đó bà bà chê chị 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 tôi hoài bà thấy chị tôi kệ mẹ cái miệng chứ vậy đó chứ tốt lắm ừ rồi bây giờ tôi biết vợ tôi nói đúng vợ em đó nói gì không anh ơi mấy người đó người ta nổ anh ơi khó đâu thiệt bởi <laughs> nhiều khi mình sai lầm mình không có biết trước được cái chuyện gì đâu quý bà con đúng không bây giờ thậm chí tôi đất ơi anh cường đô lơ ừ, anh cường đô lơ ông nội tao nói siêu xe bạc cố luôn giờ gút cuộc đụng cây toàn là ngàn tỷ không à thiếu nợ mà tao nói đụng một cái ông nội tao nói cái gì mà chóng mặt như vậy trời thiếu nợ ngàn tỷ ngàn tỷ không ở dưới quê kiếm 10 triệu tao nó muốn đỏ mắt nhiều khi đi không có tiền đi mượn nợ ăn tiệu hay tiệu trời đất ơi bị người ta chở người ta xong tao mới cho mượn rồi nhiều khi đóng lời tới tháng tao nói thôi ta góp sách tao nó tùm lum bú xu mà nói chuyện cái tồn tiền tỷ mà em nói thiệt với quý bà con nè chúng ta nhìn kỹ lại cái bảng lương của người việt nam mình đi cao không không có cao đâu làm cái gì mà nói ra là tiền tỷ nếu thật sự cái mức lương mà kêu bằng cơ bản của người dân Việt Nam mình em nói quý bà con này cho dù anh buôn bán luôn anh lời dữ lắm tôi cho anh ngày 5 triệu thôi rồi làm gì tháng anh kiếm được 1 tỷ hay là làm gì anh nói ra tiền tỷ đúng không trời đất ơi đụng ra cái gì cũng tiền tỷ tiền triệu trời đất ơi tôi nghe cái tôi muốn sóc lên tới ốc rồi thêm cái vụ á chị ta nói gì chị ta nói anh vợ dạ chồng anh linh tí bích trăm đi ăn chật chu cha ơi tôi nói thiệt bởi nhiều khi bây giờ đụng chuyện ra mới biết được người nào thật người nào giả em nói thật với quý bà con em cũng các có, có, có câu cái đoạn live stream của chị bông hậu này chị lên chị gầy chị la chị chửi mà cái miệng của chị em nói thật nghe cái giọng của chị Ni chị nói chuyện á mình cảm thấy nó ấm áp nó vừa phải nó vừa dễ chịu còn cái giọng của bà Ph%, bà, bà 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 qua hậu mà 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 le le đất ơi ông đâu tôi nói thiệt cái đó mà đưa vô cái lo mà lo ca, ca lo kẹo kéo ở dưới quê tôi mà tiếng 400 ngàn ông nội tôi nói thiệt banh cái lo người ta nó chép nó đanh đá nó che chua nghe cái giọng nói thôi là biết đủ cái con người kiểu như hơn thua từng ly từng tí nổ ăn chật cái gì trời đất ơi đâu cái câu chuyện này nên nhớ giùm tôi đâu có ai mà tự nhiên người ta đòi đi theo đâu quý bà con ông anh hai nếu mời cho đã rồi giờ ông lấy tiền lấy tiền người ta xong rồi giờ nói người ta ăn chật ăn chật dữ chưa Ủa vừa vừa phải phải thôi chị ơi chị làm với em coi mắc cỡ quá thiệt á trời đất ơi nếu thật sự nè đáng mặt làm anh á thì không bao giờ anh cầm cái ta anh ra anh lấy 200 đô còn nói á, là cái gì tôi nghe câu này tôi nghe tôi còn mắc nhục dùm nữa anh hai ở anh thôi chứ không có kêu anh hai anh á anh lấy tiền tụi em á ừ mà cái biết cái giọng của của, của chị le le đó rồi anh hai anh lấy tiền của tụi em á là anh anh tôn trọng tôi tôi thôi tôi nói đàng hoàng quý con nói này hỏi cái khang cổ anh lấy tiền tụi em á là anh tôn trọng tụi em anh sợ tụi em quê nên anh mới lấy tiền trời đất ơi trời ơi té ngửa chưa quý bà con có vụ mà lấy tiền giùm ta người ta xong rồi sợ người ta quê nữa Đâu, đâu 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 ai 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 đưa tiền tôi đi tôi lấy cho tôi lấy cho tôi tôi sợ người ta đỡ quê chứ không phải đang kẹt hả ừ, chứ không phải đang đang cần lấy tiền của người ta hả vừa vừa thôi chị ơi chị nói bây giờ cố mai tin chị đâu em nói thiệt ngày xưa em mến mộ chị nhiêu bây giờ em nói thiệt em ố về chị nhiêu quá thiệt ok la đồ ôi bây giờ em nói thiệt với quý bà con càng ngày càng ngày chúng ta mới thấy được cái bộ mặt thật ở bên phía mặt của cái chị đó với cái ông anh hai này mà bây giờ nói thiệt quý bà con bảo đảm quý bà con luôn cái sự nghiệp của ông anh hai này coi như là gần xong rồi không còn cái đường cứu chữa và qua cái đợt gamma này thì quý bà con mình nhắm đi rồi cái chị bông hậu này chỉ bán được nữa không chỉ kinh doanh được nữa không Hạt khi mà chị ấy đã và đang bị cộng đồng mạng vô cùng chỉ trích thì quý bà con mình nghĩ như thế nào? Quý bà con mình để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của mình dưới phần bình luận video để cho em và tất cả mọi người được biết nha. Còn bây giờ xin phép quý bà con mình em kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại.